Rồi, xin chào tất cả các anh em nhé. Đây là cái cây sung mà cách đây 2 tháng tôi có phế thì một cái thân này anh em này. Cái thân này thì tôi phế thì tôi có cập nhật lại hình ảnh lúc ban đầu cho anh em xem này. Tại vì cái thân bên này nó đơ quá anh em ạ. Giờ nên là những cái mầm này thì tôi chuyển cái cây này thành một cái cây nghệ thuật anh em ạ. Hiện tại thì nó ra rất nhiều cái mầm anh em. Một mầm, hai mầm, ba mầm, bốn mầm. Bốn mầm thì cái mầm này thì chọn cái mầm đây này. Thì cây nó không có điểm nhấn anh em ạ. Bỏ cái mầm này. Cái mầm này nó mọc thấp quá không loại luôn này. Cái mầm bên đây thì mình có thể để là cái mầm phông lên được. Còn chọn cái mầm này. Mầm này thì nó có cái đường chạy như này anh em này. Cái thân nó chạy như này. Nó chạy vòng như đây. Thì nó chạy vòng như đây thì nó ngược lại. Thì cái chi này là cái chi đẹp này. Chọn cái chi này. Còn cái chi này thì mình cái điểm chỗ này là nó bị trống này. Có thể áp nó vào đây. Áp vào đây xong là mình nạp vào một cái cành vào đây. Thì giờ tôi nạp cái này anh em có gì cứ góp ý giúp tôi nhá. Thank you.
Đây xong rồi đấy anh em. Cái ý tưởng của tôi là thế này anh em này. Cái cành này thì tôi nuôi nó dài ra đây luôn. Phóng dài ra. Rồi mình nuôi một cái mầm ở chỗ này này. Mình tạo thành một cái cây nhỏ nó mọc trên cái cành này. Thì cái ngọn nó mọc, cái ngọn nó đến đây thôi. Rất duyên dáng. Theo như tôi tìm hiểu về nghệ thuật tạo hình, về cái cảnh nghệ thuật đấy, thì cái sự sáng tạo ấy trong tạo hình ấy thì nó được đánh giá rất cao anh em ạ. Mình bây giờ mình làm một cây đẹp nhưng mà nó lại bắt chước một cái cây khác nó có tên tuổi rồi, thì cái cây đấy người ta cũng đánh giá là bình thường anh em ạ, tại vì vẫn là sự bắt chước. Còn mình tạo ra một cái cây nó bình thường nhưng mà cái sự sáng tạo của mình nó nhiều trong đấy thì người ta đánh giá rất cao anh em ạ. Những cái cây thế này thì tôi sẽ cập nhật cho anh em thường xuyên, 1, 2 đến 3 tháng thì tôi lại cập nhật lại cho anh em xem. Xem được những cây này thì mình làm thì nó phát triển như thế nào anh em ạ.